Hello, xin chào tất cả các bạn và các em. Chúng ta lại quay trở lại về chuỗi lý thuyết Carbogiras 15 phút học mỗi ngày. Và ngày hôm nay thì thầy sẽ giúp đỡ chúng ta sang cái đề tiếp theo, đề số 06. Và bắt đầu chiến đấu nhá. Đề số 06 này thì mình ở đây là chất nào sau đây còn được gọi là đường mía với câu số 1. Thì nó là gì ạ? Saccharose, quá dễ. Câu số 2 thì trong mật ong có chứa nhiều fructose và glucose. Thì các chất glucose và fructose thì nó thuộc loại nào sau đây? Thì chắc chắn chúng ta biết được rồi. Nó thuộc loại monosaccharides. Và glu và fruc nó còn là đồng phân của nhau nữa cơ. Câu số 3, carbohydrate có nhiều trong gạo, ngô, khoai, sắn. Thì gạo, ngô, khoai, sắn là một trong số những lương thực cơ bản dành cho con người. Đúng chưa? Vậy thì nó là tinh bột, đúng không? Câu số 4, các chất trong phân tử đều có nhóm CHO, nhưng trong thực tế tráng gương thì người ta thường chỉ dùng gì? Thì tất cả các chất formaldehyde, acetaldehyde hay methylformate thì nó đều không có lợi cho con người. Và ở đây chỉ có glucose thì nó tốt cho con người. Chính vì vậy nên là người ta sẽ sử dụng glucose để thực tế tráng gương. Người ta dùng glucose, sorry, đọc glucose nhưng mà lại khoanh cái thằng khác. Đáp án đúng là đáp án A. Câu số 5, sao sẽ có chất sau đây theo thứ tự độ ngọt tăng dần? Thì chúng ta nắm được rằng là glucose chúng ta là độ ngọt nhẹ nhá. Glucose chúng ta là độ ngọt nhẹ. Sau đó rồi đến gì ạ? Saccharose rồi đến fructose. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 6, cây xanh là lá phổi của trái đất, giữ vai trò điều hòa khí hậu, làm sạch bầu khí quyển. Trong quá trình quang hợp thì cây xanh hấp thụ khí CO2 và giải phóng khí oxy, đồng thời tạo ra một loại hợp chất hữu cơ thiết yếu dành cho con người. Nó là gì? Thì nó là carbohydrate, đúng không? Hấp thụ CO2, giải phóng oxy, thực ra nó còn tạo ra tinh bột, chuẩn hơn. Câu số 7, trong y học, glucose là biệt dược, còn có tên gọi là gì? Thì nó còn có tên gọi như trong cái phần lý thuyết thầy dạy, thì nó còn có tên gọi là huyết thanh ngọt kèm nhá. Đó đúng đáp án C. Câu số 8, chất nào sau đây không bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit? Chất nào sau đây không bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit? Thì chất không bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit thì nó là gì? Nó là fructose, tại vì bọn monosaccharide thì không bị thủy phân. Các bạn nhớ nhá, monosaccharide thì không bị thủy phân. C. Câu 9, trong phân tử amylose thì chứa loại liên kết nào sau đây? Thì amylose thì nó sẽ chứa loại liên kết là alpha 1,4 glycosid. Đáp án đúng là đáp án C. Câu số 10, trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh và không xoắn. Lưu ý nha, dạng sợi màu trắng này không phân nhánh, vậy không thể là amylopectin. Được chưa? Dạng sợi thì không thể là fructose, không thể saccharose được. Thì phân X trong môi trường axit thu được glucose, vậy nó chỉ có thể là cellulose thôi. Đáp án đúng là đáp án C. Câu số 11, glucose không tham gia phản ứng nào sau đây? Thì glucose chúng ta nó là monosaccharide. Thì monosaccharide thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ tham gia phản ứng thủy phân cả. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 12, để chứng minh phân tử glucose có nhiều nhóm hyrosin OH thì người ta dùng phản ứng nào sau đây? Lưu ý cho thầy ở đây là muốn chứng minh là có nhiều nhóm hyrosin nhé, chứ chưa cần là chứng minh là số lượng nhóm. Chỉ cần là nhiều nhóm thôi thì hòa tan COH 2 lần ở điều kiện thường. Đáp án đúng là đáp án D. Câu 13, khi thủy phân đến cùng cellulose và tinh bột thì ta đều thu được các phân tử glucose. Điều này chứng tỏ là cellulose và tinh bột thì đều bao gồm các gốc glucose liên kết với nhau. Được chưa? Cái đúng nhất là đáp án A. Câu 14, chất X có trong nhiều loại thực vật, có nhiều nhất trong cây mía, củ cải đường. Úi dồi ôi, cây mía, củ cải đường mình nghĩ ngay đến là saccharose. Được chưa? Thủy phân chất X thu được chất Y, vậy là thủy phân saccharose, X là sac, thu được chất Y có trắng bạc, vị ngọt hơn đường mía. Thế thì sac thủy phân ra được glu và fruc, nhưng vị ngọt hơn sac thì chỉ có thể là fruc mà thôi. Vậy X là sac, còn Y là fruc. Được chưa? X là sac, còn Y là fruc. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 15, thủy phân polysaccharide X trong môi trường axit thì thu được monosaccharide Y. X là chất rắn dạng bột. Dạng bột về nó là tinh bột. Dạng bột về nó là tinh bột. Được chưa? Được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Vậy thủy phân X thì thu được monosaccharide Y, vậy Y là glucose. Vậy X là tinh bột, Y là glucose. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 16, phát biểu nào sau đây là đúng? Saccharose thủy phân trong môi trường kiềm tạo glucose. Sai, thủy phân trong môi trường axit. Amylose có cấu trúc mạch phân nhánh. Sai, mạch không phân nhánh. Nhỏ dung dịch H2S4 98% và cellulose sẽ hóa đen. Chính xác luôn, H2S4 98% nó sẽ hấp thụ nước nhá. Thế thì cellulose thì nó là gồm có carbon và nước mà, thì hấp thụ nước thì chỉ còn carbon, nên hóa đen là chính xác. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 17, phát biểu nào sau đây là đúng?
glucose bị khử bởi AgNO3 trong NH3. Cái này sai lè, bởi vì bạc cộng nó về bạc không thì nó thể hiện là tính oxy hóa. Còn glucose thì hiện tính khử. Tính khử thì phải là bị oxy hóa nhá. Sai. Ý B, xác làm mất máu nước brom, sai tiếp. Amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh, đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Câu 18, cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là glucose ngọt hơn saccharose. Glucose ngọt hơn saccharose, đúng, sai đúng, sai. Sac ngọt hơn glu. Glu còn được gọi là đường nho, đúng. Glucose thể hiện tính oxy hóa khi tác dụng với brom, sai. Brom thể hiện tính oxy hóa, còn glucose thể hiện tính khử. Trong dịch glucose tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng 6 cạnh. À, có đúng 6 cạnh không ạ? Có đúng 6 cạnh không? Hay 5 cạnh? Trong dung dịch thì glucose... Nào các bạn cùng comment cho thầy xem nào. Trong dung dịch thì glucose tồn tại ở dạng mạch vòng 6 cạnh hay dạng mạch vòng 5 cạnh? Đấy, chỗ này là cũng căng thẳng cái này. Không phải nhiều bạn biết chỗ này đâu. Nào các bạn cùng comment đáp án cho thầy xem nào. Tồn tại ở dạng mạch vòng mấy cạnh ạ? Nào? Mấy cạnh? 6 cạnh, chính xác. Câu 5, trong công nghiệp glucose dùng để tráng ruột phích và tráng gương, chính xác. Vậy mình có là 2, 4, 5 là đúng nhá. 3, phát biểu đúng. À, câu 19 ạ. Cho các phát biểu sau về nhóm carbohydrate. Nhóm này được gọi là glucose, isaccharide. Là chất hữu cơ, đa chức là sai, nó tạp chức. Sai từ đa chức. Khử hoàn toàn glucose thu được hexan. Chứng tỏ glucose có 6 nguyên tử carbon trong phân tử. Ở dạng mạch hở. Ở dạng mạch hở, 2 đúng. Fructose chuyển thành glucose trong môi trường kiềm. Fructose chuyển thành glucose trong môi trường kiềm, đúng. Ở dạng mạch hở, fruct và glu là đồng phân vị trí nhóm chức. Ở dạng mạch, sai, chúng là cặp đồng phân nhóm chức chứ không phải là đồng phân vị trí nhóm chức. Bởi vì là fruct là nhóm chức ceton, còn glu là nhóm chức anhid mà. Trong cơ thể người, tinh bột thủy phân thành glucose. Trong cơ thể người, đúng, nhờ các enzyme, đây là nhờ. Vậy là 2, 3, 5 đúng, được chưa? 2, 3, 5 đúng. Vậy ở đây mình có bao nhiêu nhận định đúng không? Bao nhiêu nhận định đúng không? Mình chỉ có 2, 3, 5 thôi nhá. 3 nhận định đúng. À, câu 20 ạ. Cho các nhận định sau, số nhận định đúng là glucose là carbohydrate đơn giản nhất và không bị thủy phân, cái này đúng. Glucose và sắc đều tồn tại dưới dạng mạch vòng và dạng hở, đúng. Glucose, thực ra thì cái hai này là đều tồn tại. Thực ra glucose nó còn tồn tại dưới cả mà dạng mạch hở nữa mà. À đâu, sắc. Sắc là chỉ tồn tại dạng mạch vòng thôi. Hai sai. Glu và fructose đều tác dụng với hydro. Thu được polyancol tên gọi là sorbitol, đúng. Một đúng, ba đúng. Glucose và sắc đều tan tốt trong nước, đúng. Glu cho được phản ứng este hóa khi tác dụng với anhydrid. Acetic đun nóng, đúng. Glu và fructose tác dụng được với AgNO3 trong NH3 để thu được muối amoni gluconat, cũng đúng nốt. Vậy là 1, 3, 4, 5, 6 đúng. Mình sẽ có 5 nhận định đúng nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta 1, 3, 4, 5, 6. 5 nhận định đúng ở đây không có đáp án E. 5 nhận định đúng ạ. Thu được, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. 5 nhận định đúng đáp án E. Đáp án E các em nhé. 5 nhận định đúng. Ok ạ. Đấy. Thế là chúng ta vừa kết thúc xong cái đề lý thuyết số 06. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi cái buổi chữa đề lý thuyết này. Hy vọng rằng là những cái buổi lý thuyết này của thầy có thể giúp đỡ được cho các em rất rất nhiều. Rất là mong tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn và các em vào đây nhá. Bạn nào muốn tìm hiểu về các khóa học của thầy thì có thể vui lòng inbox cho fanpage. Cảm ơn các em rất nhiều. Bye bye.